Nằm trong chương trình Tết cao điểm vì người nghèo năm 2021, ngày 31 tháng 1, xã Ba Xuyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết xuân vầy. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo thành phố Sông Công năm 2021, Đảng ủy xã Ba Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi tài trợ, ủng hộ cho chương trình Xuân yêu thương Tết xuân vầy của địa phương. Tổng giá trị quà tặng của các doanh nghiệp nhà hảo tâm là trên 217 triệu đồng, 220 kg gạo và 115 cuốn lá rong để trao tặng cho 160 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm đã trao 80 xuất quà cho hộ nghèo của xã Ba Xuyên, mỗi xuất quà bao gồm bánh trưng và 500.000 đồng. Những xuất quà thì không lớn nhưng đã động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một cái Tết đầm ấm, an vui hơn.